Việt Nam đang có kế hoạch áp dụng đồng loạt mô hình thu phí không dừng theo công nghệ Mỹ, giúp tiết kiệm thời gian, nhiên liệu, nhân công và giảm thiểu tai nạn giao thông. Công nghệ thu phí điện tử không dừng vừa được Bộ Giao thông Vận tải giao 7 công ty Taxco thí điểm tại 3 trạm thu phí ở Việt Nam từ giữa tháng 3 vừa qua và sắp tới sẽ thực hiện đồng loạt. Cụ thể, các xe có gắn thẻ định danh ETAP chạy vào làn thu phí sẽ được nhận diện bằng công nghệ laser kích hoạt camera, chụp biển số và anten phát tín hiệu đọc thẻ ETAP, giao chắn tự động mở để xe qua và tin nhắn trừ tiền gửi về điện thoại đã đăng ký. Đây là công nghệ được đánh giá ưu việt hàng đầu thế giới do Mỹ phát triển và Đài Loan là quốc gia vùng lãnh thổ đã áp dụng rất thành công. Công ty EFTC thuộc tập đoàn Viễn Đông cho biết tổng mức đầu tư của dự án họ bỏ ra khoảng 380 triệu đô la Mỹ trong hai giai đoạn. Ước tính cho thấy mỗi lần dừng xe nộp phí sẽ làm chậm hành trình của các phương tiện từ 2 đến 3 phút, tăng thời gian lưu thông từ 4 đến 5% và tiêu tốn thêm 7 đến 8% nhiên liệu khi lưu thông trên đường cao tốc. Tuy nhiên, nếu thu phí không dừng, mỗi năm Việt Nam sẽ giảm chi phí in vé giấy khoảng 70 tỷ đồng, tiết kiệm nhiên liệu 233 tỷ đồng, giảm thời gian tham gia giao thông 2.800 tỷ đồng, tiết kiệm chi phí quản lý giao thông 360 tỷ đồng.